hãy có cái content này mình vào mình làm đấy, kiếm thêm ít tiền YouTube đấy, cũng đủ tiền bỉm sữa cho con đó, anh em cũng ủng hộ là mình cũng vui rồi đấy. Thì link tải của quả ở 68 cái bài đấy, game ngon nghẹt uy tín này tôi có để ở trong phần mô tả như là phần bình luận đấy, bình luận ngay dưới video luôn đấy, anh em vào ngay phần mô tả thôi, ngay phần mô tả là cũng có rồi đó, phần detail đấy, chia sẻ thêm nốt thêm đó, thì nó có thể là vào đấy anh em mà tải game này ngày vào bắt đối ba cầu đấy, giã vài quả đẹp đẹp này à, những quả bẹt ở đây đó, anh em bắt từ những cái tay đôi tay ba này, anh em bài cũng được đó, anh em bài cũng được, giã một tay đấy, làm quả bẹt này bắt cũng được ba tay đó, nó đổ ra bẹt đôi bẹt ba này, anh em bắt một được. Làm thêm đôi ba tay đấy, giã theo đúng cầu thôi, làm thêm đôi ba tay, anh em giã theo đúng cầu đấy, cầu bẹt này giã luôn, giã liền luôn ba tay đó. Ngoài ra ngoài cầu bẹt ra thì trong đấy cũng còn nhiều cầu khác như cầu một này, rồi hai một đó, một một hai một đấy, anh em cứ linh hoạt anh em mà áp dụng những cái cầu này vào để anh em giã. Đấy, là 22 đây, ở đây thì không hẳn là đi nếp 22 nhưng mà tôi vẫn cứ vạch ra chỉ cho anh em này, 22 này 21 này đó, những cái cầu ngắn đấy, những cái cầu dễ bắt này thì mình vào mình làm tay đấy, ui quả 21 đi đẹp luôn này, cái quả 21 nó đang đổ ra điểm trơn tru này anh em này. Thế này thì mẹ chả tôi gì mà không vào cả đó, tôi là đã không thấy cầu thì thôi chứ một kia đã thấy cầu không, mình oánh luôn đấy, vào luôn xanh chín luôn đấy, mình đi liều mạng luôn đấy, vào tay đấy, nắm cổ bắt teo, bắt teo quả nhịp một một này à, đúng theo quả 21 này, 21 này, hai tài một xỉu, hai tài một xỉu đấy, cứ đúng công thức mà giã thôi, cứ đúng công thức mà giã thôi đấy, đúng cầu mà triển thôi đấy, hai một hai tài một xỉu này, hai tài một xỉu này đấy, cứ mạnh dạn đấy, vào những cái tài đi êm đi ngon đi mượt này đấy, chả tội gì vào mấy cái quả cầu cắt cầu sập cầu bị hạ cả đó, cứ vào những cái quả đi ngon này đấy, hai một hai tài một xỉu đó, hình xoài mẹ cầu gì nó cũng cứ gọi là đẹp và lung linh luôn đấy, em nói không đấy. Tôi mẹ thích nhất là nhìn những quả nó cộng tiền như thế này đó, và thứ hai nữa là những cái quả mà nó mẹ đổi số này số đấy, từ đầu năm lên đầu sáu này đấy, từ 6 lên 7, từ 7 là tiến thẳng ra 8, từ 8 là mẹ quay xe phát ra 9 đấy, 9 xong lên 100 là mẹ đẹp luôn đấy, mới gọi là lại vào được cả 2 tuần đó, từ cái lúc bà lấy lương lại là vào 4 củ, 4 củ rưỡi này cũng đã lên được 60 rồi. Ai cứ đà này mỗi ngày vào làm vài tay rồi đi vài đường như này cũng phải ấm luôn đây, và từ 1-2 phút này thì anh em cứ check lại soi xem là cái nhịp có nhịp cầu nào không, có cái pha nào nó đang xa không, đang đi đẹp đi ổn được không đấy, thì vào bắt thôi, vào làm đôi tay đây, đây tôi vào cái cũng thấy luôn quả 21 này. Đấy, tôi đang thấy quả 21 này đó, 552 em luôn, hai đôi tay nó cũng lại có chục cổ rồi, đôi tay nó cũng lại có chục cổ rồi đấy, cũng phải là cái gì mà khoe em anh em là đúng thật vào quả game ngon này đó, đây là nhiều anh em mới xin link, nhiều anh em muốn vào chơi quả game uy tín này, game uy tín đấy, có vị thế số má Việt Nam luôn đấy, đông đảo anh em chơi muốn vào này, càng bét đấy, cầu kèo xanh chín đấy, cầu đục phát này anh em thấy không đấy, có nếp 21 này, có nếp 21 này đi ba được cả hai thép vừa xoay ra đấy, xoay ra thêm hai chân giữ cầu ở đây rồi, xoay ra thêm được hai chân giữ cầu ở đây rồi đấy, cái này xem, cái này xem đấy, tôi xem rồi anh test nhẹ tay, test nhẹ tay sang tài à sang xỉu, quên nhầm nhầm đó, bắt của 21 này, hai tài một xỉu đó, tại này sẽ nhận nha, test tay sang đó, tại tôi thấy nó đi cũng đang dài dài rồi, ui mà tay test cũng lại ấm luôn này các bạn đấy, mẹ chốt ngon ngon
còn có 400 nữa à, thì 400 nữa à, lại nhảy đầu rồi. Đó, cái này vào làm tay 5 lít đi, vào làm tay 5 lít đi. Đấy, tội cái gì? Đấy, tội cái gì? Đó, làm tay 5 lít. Chốt phát 70 m. Đấy, làm tay 5 lít, chốt phát 70 m. Em du, em rói rói luôn. Đấy, tôi cho cái cầu đẹp này em dã thôi. Đó, tôi cho cái cầu đẹp này em dã luôn. Và anh em không cần phải tay nào cũng đi, đấy, tay nào cũng bắt. Đấy, nhưng mà mình sẽ chơi thì có chọn lọc em nhé, mình chơi thì có chọn lọc này. Đó, ai tài một xỉu này, ai tài một xỉu này, ai tài một xỉu này, ai dã quả hai một thì nó gọi là đẹp ken luôn. Dã quả hai một thì nó gọi là đẹp ken luôn, đấy, đẹp luôn, nhất cái lách luôn. Đó, chả tội gì mà lại không vào cả, chả tội gì mà lại không chiến cả. À, em ru chưa? Đó, mày gặp nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng là cũng từ đầu năm, đấy, năm sáu năm bảy cũ. Sáu năm bảy cũ đấy, vào dã 5 7 phút rồi, 5 7 phút rồi, ngày chỉ 5 7 phút rồi. Đó, từ đấy nhiều anh em lại ngồi khi soi cả tiếng, soi cả buổi giờ đấy, đánh lên đánh xuống nhưng mà lúc tiền thì nó vẫn thế, đó là mẹ không lỗ là may rồi. Đấy, nhưng mà anh em ở đâu cần là phải chơi đánh đau đầu căng thẳng thế đâu, đâu phải là cứ đánh nhiều là lãi nó ra nó sẽ nhiều đâu. Đấy, quan trọng mình đánh ít nhưng mà nó chất lượng. Đấy, vào đánh bắt tay nào là nó chất lượng, nó uy tín tay đấy. Đó, nói chung là vào là cứ gọi là soi liên tung tì, soi một mạch xong là không biết là mình đang soi gì nên là cứ chọn cái tay ngon đấy, và bắt thì cứ chọn những cái tay ngon tay đẹp đấy, tay nào nó đi ra đều ổn thì mình dã đấy, quả hai môn này này à, đi hết nước chấm luôn đấy, đi ra ba thêm chín tay thì tay tài nữa đó, chục tay đấy, đi chục tay nó mới đổi cầu đấy, anh em là thấy mẹ quả nó đi đẹp luôn đấy, có cầu cái là đi là êm luôn, đó là pha đổ đi cả chục tay này kiểu biết là cầu kèo nó xanh chín rồi đấy, vào thì cứ chọn lọc thôi đấy, cứ tay nào đấy, cầu nào nó ra êm ra đẹp ra mượt mịn thì mình vào, nó cầu xấu cầu bẻ cầu gãy thì mình bỏ qua đấy, không vấn đề gì cả. Ok đấy, thì đấy là mình trả lời đấy bình luận của cái bạn kia, nó không biết link tải game ở đâu đấy, thì mình nhấn mạnh lại đấy, là trong video nào thì link tải game mình cũng để ở trong phần mô tả cũng như phần bình luận đấy, link chính luôn trang chủ luôn đấy, nên là anh em không cần phải lo đấy, anh em vào đó anh em xem anh em lấy link anh em tải đấy, còn nếu anh em nào thấy video của mình hay thì anh em cho mình một like cũng như một đăng ký kênh, anh em bật thông báo để có thể đón xem những cái video mới nhất của mình, như là tạo động lực để cho mình ra video tiếp theo. Thanks you anh em.